là sử dụng interface generic nhé. Năm này sử dụng interface generic nhé trong Java. Thì bây giờ làm nào để sử dụng được thì chúng ta sẽ phải định nghĩa một cái interface. Bạn close hết những cái này đi. File new Java interface đúng nhỉ? Bạn ghi tên interface là công việc nhé, interface là công việc. Rồi, công việc đi. Rồi, interface công việc thì ta sẽ truyền vào đây một cái T, kiểu dữ liệu là T. Sau đó ta kiểm tra này, boolean này là y công việc phù hợp, nghĩa là kiểm tra công việc phù hợp nhé. TOBJ nghĩa là đây là gì? Phương thức kiểm tra công việc phù hợp, đúng không? Đấy là định nghĩa một cái công việc. Sau đó ta định nghĩa một cái lớp khác là lớp New Java Class. Bạn ghi lớp là lớp sinh viên, đúng không? Lớp sinh viên này sẽ implement nha, sinh viên. Rồi, sẽ implement từ cái công việc, đúng nhá, T. Nghĩa là để mà implement từ cái này thì ta sẽ phải thực hiện gì? Các cái phương thức này, đúng chưa? Override công việc phù hợp hay không? Được chưa nhỉ? Nào, bây giờ ta sẽ thực hiện. Đầu tiên, bạn sẽ khai báo một cái mảng công việc T. Đây là mảng công việc phù hợp nhỉ? Công việc. List công việc. Phù hợp nhá. T là list công việc phù hợp. Đấy chứ nhỉ, danh sách công việc phù hợp. Thứ hai, chúng ta khai báo này. Phương thức public của sinh viên, đúng không? Bạn sẽ dùng cái kiểu ở đây, ta sẽ dùng kiểu T này, đúng không? Và chúng ta khi là công việc phù hợp. Công việc phù hợp. List công việc phù hợp. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ khai báo là gì? Git chấm list công việc phù hợp nhận giá trị bằng gì đấy? List công việc phù hợp. Được chưa nhỉ? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái phương thức là y công việc phù hợp thì ta sẽ for. For này, chưa? T x này, chưa? Hai chấm trong cái list gì? List công việc phù hợp như nhỉ? Đúng chưa? Ta kiểm tra if mà CV đi, nghĩa là CV đây là công việc này, đúng không? If CV công việc đúng nhỉ? Mà chấm e của cái object nhỉ? Hay nói cái khác là thuận hết được e của object nhỉ? Thì ta return gì các bạn? Return true. Return true.
nghĩa là gì? Có công việc phù hợp, đúng không? Còn ngược lại thì ta return false. Nếu mà có này nó không có return false. False là gì? Không tìm thấy công việc phù hợp, đúng không? Rồi ok. Tóm lại là nếu như mà cái ta tìm thấy ok. Tóm lại là ta khai báo một interface này. Interface đấy là định nghĩa một cái phương thức là kiểm tra công việc phù hợp, đúng không? Đây là thứ tự công việc. Bạn ghi đây là thứ tự công việc. Thứ tự công việc. Thế thì sang đây ta sẽ thực hiện thứ tự công việc. Công việc của thứ tự công việc thì return true, không thì return false. Và ta thực hiện một cái lớp lớp sinh viên T implement từ cái lớp từ cái interface công việc. Ta khai báo T là một list công việc phù hợp. Sau đó ta kiểm tra công việc phù hợp. Nếu như mà cái T mà chứa cái công việc bằng cái thứ tự công việc phù hợp thì thông báo là gì? Có công việc phù hợp, không thì là gì? Không tìm thấy công việc phù hợp. Đó. Và tạo một cái lớp mới, new Java class, class 3 đi. Đó. Bây giờ các em copy cái này, các chuột s này. Copy cái này. Rồi. Nào bây giờ ta khai báo thứ tự công việc phù hợp này. Integer. Giả sử integer ta khai báo là mảng công việc hay là list công việc phù hợp, đúng không? List công việc. Công việc phù hợp. Là gì? Bằng gì đấy? Một cái mảng công việc phù hợp, đúng không? Bằng ví dụ như ta có này, 1 này, 2 này, 3. Như vậy ta chỉ có công việc 1, 2, 3 là công việc phù hợp thôi, đúng không? Được chưa nhỉ? Bây giờ ta tải khai báo này, sinh viên. Đúng không? Chuyển vào đây, integer. Đúng không? Là SV bằng gì? New sinh viên. Đúng không? Sinh viên integer. Và chúng ta chuyển vào đây một cái là list công việc phù hợp, đúng chưa nhỉ? List công việc phù hợp nghĩa là cho một list công việc phù hợp. Đấy. Hoặc là bạn khai báo là được này, đó này đi. Đó. Như vậy ta khai báo một mảng công việc, list công việc phù hợp. Như vậy là sinh viên này nó sẽ có gì? Các công việc phù hợp là công việc 1, công việc 2, công việc gì? Công việc 3. Bây giờ ta khai báo một cái integer nữa. Integer này. Yeah. Công việc. Ví dụ như công việc là công việc số 4 chẳng hạn. Đó, công việc số 4. Và bây giờ ta kiểm tra. Đúng không? Kiểm tra. Nếu như mà công việc này chấm công việc không phải, ta dùng cái SV chấm y để công việc phù hợp mà là CV nhỉ. Bỏ S này rồi. S là CV thì thông báo, đưa ra thông báo gì nhỉ? Là system.out.print nhỉ? Là ghi gì các bạn? CV
CV cộng với không phải là công việc, là công việc phù hợp với sinh viên. Còn L là gì? Không phải công việc phù hợp với sinh viên, đúng không? Không phải là công việc phù hợp với sinh viên. Đó. Như vậy đây bạn hiểu kết quả rồi đúng không? Nó sẽ báo gì? Không phải công việc phù hợp, đúng không? Đặt phải. Như vậy rõ ràng là khi bạn truyền số 4 vào, đúng không? Thì nó bảo là gì? 4 không phải là công việc phù hợp với sinh viên, đúng không? Vì công việc 1, 2, 3 mà là công việc phù hợp, đúng không? Đấy. Như vậy ở đây chúng ta nhắc lại, chúng ta định nghĩa một cái interface công việc, đúng không? Interface công việc. Và chúng ta truyền vào đây là thứ tự gì? Thứ tự công việc phù hợp. Mục đích của nó là để kiểm tra xem là gì? Kiểm tra xem công việc, thứ tự công việc đấy có phù hợp hay không, đúng không? Sau đó định nghĩa một lớp sinh viên. Lớp sinh viên thì implement từ cái interface công việc, đúng không? Và ta đưa vào một cái list công việc, đúng không nhỉ? Một cái list công việc. Bây giờ ta sẽ truyền vào đây là kiểm tra công việc phù hợp. Ta truyền đây một cái thứ tự công việc vào. Nếu ta for, đúng không? Mà cái CV này, đúng không? Đó là công việc đấy. Mà trong list công việc phù hợp, mà cái CV này thực sự chứa cái thứ tự công việc, thì ta return là true, nghĩa là gì? Có công việc phù hợp. Còn ngược lại thì sẽ return false, là không việc phù hợp. Khi chúng ta dùng, chúng ta sẽ chỉ cần dùng là gì? Khai báo một cái list công việc của sinh viên. Cái này gọi là gì? Khai báo list công việc phù hợp của sinh viên, đúng không? Đúng không? Và ta khai báo, tạo một cái lớp sinh viên với cái list công việc phù hợp, đúng không? Ta khai báo thêm một cái công việc khác, đúng không? Khai báo thêm một công việc khác, đúng không? Và ta kiểm tra xem là gì, nó phải là công việc phù hợp không, và add chấm công việc phù hợp với CV. Nếu mà tồn tại trong list công việc này thì gì? Thì nghĩa là nó là công việc phù hợp. Còn nếu không tồn tại thì nó là gì? Công việc không phù hợp. Đây là cách chúng ta demo, kể cả chúng ta dùng interface, cả class và cả generic. Đây là một ví dụ rất là tổng quát. Nếu bạn hiểu cái ví dụ này thì chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa của interface. Rồi ok nhé. Xong rồi.